Và cùng với đó, dòng tiền của các nhà đầu tư cá nhân trong nước cũng duy trì sự sôi động, và theo số liệu thống kê từ báo cáo tài chính của quý tư thì số dư tiền gửi của khách hàng tại các công ty chứng khoán vào thời điểm cuối năm ngoái đạt khoảng 83.000 tỷ đồng, chủ yếu là để tiền gửi của các nhà đầu tư giao dịch chứng khoán theo phương thức các công ty chứng khoán quản lý. Lượng tiền gửi dồi dào và tăng đều qua từng quý cũng cho thấy là mức độ sẵn sàng tham gia của các nhà đầu tư vào các kênh chứng khoán. Tiền gửi của nhà đầu tư tại các công ty chứng khoán thường được gọi vui với cái tên tiền tươi, tiền chờ, bởi nó phản ánh cơ hội đang xuất hiện nhiều trên thị trường. Lượng tiền này đã tăng 3 quý liên tiếp, đồng thời là mức cao nhất trong 7 quý trở lại đây. 83.000 tỷ, tức là nó cũng khoảng 4 tỷ đô. Nghĩa là rõ ràng là chúng ta cũng đang có một cái luồng tiền mới đang hiện hữu, đang chảy lại vào thị trường. Rõ ràng là nhờ đấy thì chúng ta bắt đầu tháng 1 là tăng điểm. Đấy, và từ 1.130 thì thực ra thì chúng ta mới tăng đâu đấy có khoảng 50 điểm thôi. Cái sự giao dịch sôi động nó bắt đầu cũng đang tăng dần. VPS là công ty chứng khoán có số dư tiền gửi khách hàng cao nhất với 16.600 tỷ đồng. Tiếp theo là VN Direct và TCBS. Thực tế số tiền này tăng lên do nhà đầu tư bán bớt cổ phiếu, nâng tỷ trọng tiền mặt lên, hoặc nhà đầu tư nạp thêm tiền vào tài khoản để chờ mua cổ phiếu. Và cả hai trường hợp này thì đều mang ý nghĩa tích cực với thị trường, bởi nó phản ánh sự sẵn sàng tham gia và kỳ vọng vào kênh đầu tư chứng khoán. Kết quả kinh doanh quý 4 đã bắt đầu hé lộ và khá nhiều doanh nghiệp đã có những thông tin, tuy là chưa chính thức nhưng mà trong các cuộc họp tổng kết cuối năm đã đưa ra những kết quả cũng khá ấn tượng, và kế hoạch của năm nay cao hơn năm ngoái. Do đó thì nhà đầu tư kỳ vọng vào sự phục hồi. Đấy là cái yếu tố mang tính chất vĩ mô, và các tổ chức lớn họ đầu tư và sẽ kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ đi theo. Năm nay cái tình hình tôi thấy là tôi sẽ có một cái niềm tin lạc quan hơn, bởi vì tôi thấy những cái vĩ mô rất là tích cực đối với Việt Nam, cộng với cái việc là khối ngoại cũng đã quay trở lại một dòng. Và tôi kỳ vọng với cái mức lãi suất hiện tại nó đang thấp và hiện tại lại có tiếp tục là xu hướng tụt thấp hơn nữa. Điều đó khiến cho là cái dòng tiền tôi kỳ vọng là nó sẽ chạy vào thị trường chứng khoán nhiều hơn. Không chỉ lượng tiền gửi của nhà đầu tư tại các công ty chứng khoán gia tăng, nhu cầu sử dụng đòn bẩy của các nhà đầu tư chứng khoán cũng đã được thúc đẩy mạnh. Dư nợ cho vay tại các công ty chứng khoán vào thời điểm cuối quý 4 năm ngoái ước tính lên tới 180.000 tỷ đồng, tăng khoảng 15.000 tỷ đồng so với cuối quý trước.